Vâng, chị Thụy Vân cũng như khán giả thân mến, ở miền Bắc và thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày vừa mưa lại vừa rét. Người dân đã phải nghĩ ra rất nhiều cách để sưởi ấm và đặc biệt là những hình ảnh đống lửa đã được nhóm lên trên nhiều tuyến phố hay là những bãi đất trống để làm những người lao động ở ngoài trời có thể sưởi ấm. Chính mưa ẩm liên tục đã kéo nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Như tại quận Hà Đông của thủ đô Hà Nội, nếu so với ngày hôm qua thì nhiệt độ thấp nhất đã giảm thêm 1 độ xuống còn ở mức là 14,5 độ, cảm giác khá là rét buốt nếu mà chúng ta ở ngoài trời. Theo nhận định thì đến ngày 16 tháng 12 này, khi có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống mang theo gió đông bắc khô thì tình trạng rét ẩm ở miền Bắc sẽ chấm dứt và chuyển sang một kiểu thời tiết khác, đó là rét và hanh khô. Còn trong hôm nay và 2 ngày tới thì trời vẫn âm u và có mưa nhỏ lất phất. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày sẽ phổ biến ở khoảng là từ 16 cho tới 19 độ. Còn về đêm thì nhiệt độ sẽ chỉ trong khoảng là từ 14 cho tới 17 độ, với khu vực vùng núi là 12 đến 14 độ và riêng vùng núi cao có những nơi còn dưới 11 độ, trời rét sâu. Còn tại thủ đô Hà Nội thì hôm nay sẽ mưa và rét cả ngày, nhiệt độ sẽ ít có sự chênh lệch. Buổi chiều cao nhất có thể đạt ở mức là 17 độ, đến tối và đêm thì nhiệt độ sẽ giảm chậm xuống trong khoảng chỉ còn là từ 15 cho tới 16 độ. Còn trong khi đó, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh lại rất là đẹp. Chiều nay trời nắng và mây đan xen, nhiệt độ vừa phải ở mức là 32 độ. Về chiều tối thì dự báo là mưa có thể xuất hiện nhưng chỉ vài nơi, dạng mưa rào nhẹ và rất nhanh. Và đó là những thông tin thời tiết đáng chú ý.